ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ. Chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiên toàn. Mùa vọng là thời gian nhắc nhở cho con, Chúa luôn bất ngờ đến, để con đừng sống u mê, để con đừng sống lê thê, xa vòng tâm tối hư vô. Như ngọn đèn trầu cho con luôn sáng ở trước thiên nhan. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiên toàn. Mùa vọng, mùa canh tân chính bản thân con, để con sẵn sàng luôn nhiệt tâm cùng với anh em dựng xây cuộc sống an vui, cho đời thêm tốt tươi hơn. Tiêu diệt hận thù, xua tan ghen ghét để sống yêu thương. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiên toàn. Sống cho nhau đón đời vinh phúc mai sau, giữa lòng cuộc đời con nên nhân chứng ngày Chúa quang lâm. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao.